Sáng hôm nay thì hai anh em cũng đang ở xã Sương Phú của huyện Giồng Trôm của tỉnh Bến Tre mình anh chị. Tụi em cũng đang ghé mua một thùng sữa tươi để cũng vào thăm một gia đình, hai vợ chồng có hai đứa con cũng đang rất là khó khăn anh chị, đang ở nhà trọ nữa. Sáng hôm nay thì trời mưa suốt vậy, trời cũng đang mưa mà nghe gia đình cũng đang rất là khó khăn nên hai anh em cũng đi xuống thăm thử coi là hoàn cảnh khó khăn như thế nào ha. Tụi em cũng ghé mua một thùng sữa tươi để cho hai đứa nhỏ. $330.000 một thùng sữa tươi. Trời mấy rày đang ảnh hưởng của cơn bão số 2 anh chị, nên là cũng mưa suốt, sáng không có nắng luôn. Chưa? Hai vợ chồng nó là cũng đang ở trọ ở trong cái nhà trọ ở đây. Ở đây là em trai cũng sửa xe đây anh chị, sửa xe ở ngay đây. Đây nhà trọ tí xíu đây, hai vợ chồng hai đứa con ở trong này. Anh chào hai đứa ha. Anh mới có mua một cái thùng sữa tươi á để cho hai bé ha. Bé này bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi hả? Còn em bé đó là bao nhiêu tuổi? Dạ 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi. Ở đây hai chồng ở nhà trọ xíu đây á hả? Dạ. Nhà trọ ở đây có một tí xíu. Nghe nói là em trai bị bệnh hả? Dạ. Bị bệnh như thế nào em gái? Dạ bị đau cột sống, bị bể sườn. Đau cột sống hả? Bây giờ em bị như thế nào vậy em? Em bị đau cột sống với xương sườn. Đau cột sống với xương sườn hả? Rồi em giờ em có ngồi dậy đi tới lui gì được không? Khó khăn. Em nói chuyện lớn tí nha. Rồi bây giờ là em ngồi em tự em ngồi vậy không được, không nổi luôn ha sao? Ngồi không được luôn. Rồi có người đỡ ngồi được không? Được. Anh đỡ em lên ngồi nói chuyện nha, anh cho dễ ha. Đau dữ không? Rồi ngồi xích vô xíu. Rồi có chỗ dựa về được phải không? Bây giờ trong người em là em bị như thế nào? Em chỉ bị đau cột sống. Đau cột sống với đau cái chuyện như là cái bê sườn của mình đó hả? Dạ. Mà em có làm gì nặng không mà nó bị như vậy? Em có ginh máy xe. Máy xe hả? Dạ. Cái máy xe gắn máy mình đó hả? Dạ. Cái máy xe gắn máy mình nó nặng dữ không? Cũng nặng. Vậy là em ở đây là em làm công việc sửa xe gắn máy ha. Dạ. Rồi em bị như vậy lâu chưa? Dạ em bị cũng tháng rồi hả? Dạ. Rồi năm nay em là bao nhiêu tuổi rồi em? 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Rồi em tên gì? Em tên Nguyên. Nguyên ha. Dạ. Rồi hai vợ chồng sao mà mình không về nhà ở mà ở trọ đây em? Em không còn nhà. Đúng. Em thì không có còn nhà hả? Dạ. Rồi cái gốc mình là ở đâu? Ở Hữu Định. Hữu Định, xã Hữu Định ha. Dạ. Rồi cha mẹ em còn không? Dạ, cha em mất rồi, còn mẹ. Còn mẹ. Rồi nhà trên đó bán hết rồi ha sao? Không, lúc trước thì ở với ngoại, giờ ngoại mất rồi. Cậu lấy nhà là không cho ở. Không cho ở nữa. Là ở trên đó giờ rồi mẹ em là sống như thế nào? Mẹ em ở nhờ nhà dì Út. Ở nhờ nhà dì Út. Rồi hai vợ chồng ở dưới đây rồi gia đình biết không? Dạ biết. Rồi hai vợ chồng nay cưới nhau bao lâu rồi em? Dạ, nay được 3 năm. Cưới nay 3 năm mà hả? À, hơn 3 năm. À, là công việc chính của em hồi nào giờ là nghề sửa xe gắn máy. Dạ. À, rồi bữa đó là em ginh cái máy là nó nặng quá rồi nó cụp lưng em ha, hay là như thế nào em? Ginh cục máy xe qua lâm. Máy xe qua lâm hả? Dạ. À, hàng gì cái máy xe qua lâm mới nặng chứ cái máy xe gắn máy thì nó cũng không có nặng mấy. Lên cái người vô học nghề không biết thế mình đỡ ẹo. À, cũng như là em á là phụ với người khác rinh cái máy lên rồi mới bị cụp xương sống như vậy. À, rồi em bây giờ em có đi khám bệnh lần nào chưa? Chưa. Sao không đi khám bệnh? Gán đi khám bệnh rồi mình mới biết cái bệnh mình, đặng mình mới điều trị được chứ. Nhà hoàn cảnh khó khăn không có đi. À, cũng như là hai vợ chồng cũng không có tiền ha. Rồi em sửa xe một ngày vậy em được khoảng bao nhiêu tiền? Em lúc trước cũng sửa mướn người ta thì được 300.000 ngày. À, từ lúc đau là em về em sửa tới phòng giặt cũng mấy chục ngàn. À, là trước em làm mướn cho người ta, làm ở đâu? Dạ, làm ở thị xã. Làm ở thị xã Bến Tre hả? Dạ. Làm ở thành phố mà làm ở tiệm nào? Dạ, làm gần cầu Bến Tre 2 mình. Gần cầu Bến Tre 2 là tiệm của ai ta? Chú Tấn. Chú Tấn hả? À, tại vì anh ở thành phố Bến Tre mà. À, rồi chủ người ta biết em bị như vậy không? Không, lúc em nghĩ tại lúc nghĩ là nó đau. À, đau quá mình chịu không nổi nên mình nghỉ làm. Rồi mình không nghĩ mình nghỉ làm thì người chủ người ta cũng hỏi mình của mình bị như thế nào mình nghĩ chứ. Nó đau thì xin nghỉ. À, rồi bây giờ là em là chỉ có là ngồi với nằm vậy thôi chứ đi không có nổi hả? Đi được không? Đi cũng nhiều chắc không được. Đi là cũng như là bây giờ em tự đi vệ sinh rồi sao em đi được? Xin gì chứ vợ dìu đi. À, cũng như là phải có người dìu đi mới đi được ha. À, em gái năm nay em nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 26 tuổi. À, 26 tuổi. Rồi hai vợ chồng cưới nay bao nhiêu lâu rồi em nhớ không? Dạ, 3 năm mấy. 3 năm mấy rồi ha. Dạ. À, rồi em hàng ngày em làm công việc gì để mình kiếm sống? Dạ, hai đứa con còn nhỏ em không có đi làm được. À, còn hồi trẻ mình làm công việc gì em? Dạ, em làm dừa. Làm dừa hả? Dạ, bào dừa. À, bào dừa. Rồi cha mẹ em là gia đình của em là ở đâu? Dạ, ở Sơn Phú. Ở Sơn Phú. À, sao mà hai đứa giờ khó khăn quá không về nhà cha mẹ ở em? Dạ, cha mẹ cũng khổ, bệnh nữa. À, thì giờ mình về ở đó có đất không? Có đất điền gì không? Dạ có, mà đất đang bị tranh chấp. À, dạ. Thì bây giờ mình về mình ở đỡ với cha mẹ chứ đang lúc khó khăn vậy rồi mình phải có chỗ nó ở cho nó nương tựa rồi tí xíu chứ, mà còn những giờ hai vợ chồng vậy rồi chồng em bệnh về rồi đâu có ai đi làm đâu được đâu. Làm không ra tiền là tiền đâu sống. Dạ. Hả? Rồi chồng bệnh nay, chồng em bệnh nay bao lâu rồi? Dạ nay cũng cả tháng mấy. À, tháng mấy. Rồi vậy rồi không đi làm. Dạ. Không đi làm rồi tiền đâu xài. Em mượn mấy người vòng xóm tọ. À, mượn vòng đây hả? Dạ. À, chứ Nguyên đi làm là một ngày 300.000 là chắc ngày nào cũng hết ngày nấy hả Nguyên? Dạ, đúng rồi. À, làm gì rồi mấy rài là nghỉ tháng mấy nay là đâu có tiền bạc gì đâu đúng không? Ừ. Thấy hai vợ chồng hai đứa con như vậy mà hàng ngày không làm ra tiền là nuôi con bộ vất vả luôn á. Con uống sữa này ngon không con? Uống sữa được không? Nè, chú mua nguyên thùng luôn nè, cho con bịch nữa nè. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú đi. Hả? Cảm ơn chú đi. Còn bé này nay là nãy em nói mấy tháng? Dạ, 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi rưỡi hả? Cũng uống sữa tươi như vậy hả? Dạ. À, bởi vậy hai đứa nhỏ mà bây giờ hai vợ chồng không làm ra tiền, lấy tiền đâu mà nuôi con em. Ừ. Rồi cha mẹ có cho phần nào không? Dạ, không có cho gì. Không có cho gì hết đó hả? Dạ. À, rồi vậy rồi cuộc sống hàng ngày giờ hai đứa giờ anh thấy quá vất vả đi. Dạ. Giờ không có làm gì hết trơn rồi sao lấy tiền đâu mà xài. Nói chứ mượn hoài muốn người ta đâu cho mượn nữa em. Dạ. Mượn hoài muốn người ta đâu cho mượn nữa hả Nguyên? Mượn nhiều chưa Nguyên? Thiếu tiền sữa. Hả? Thiếu tiền sữa. Thiếu tiền sữa tiệm tạp hóa hả? Dạ. À. Thiếu tiền nhà chị chủ. Thiếu tiền nhà nữa. Dạ. Thiếu nhiều lắm rồi. Thiếu nhiều lắm rồi, mốt vậy sao người ta cho ở nữa Nguyên? Chị biết có hai đứa con nhỏ khổ mình chỉ cho ở. À, cũng như thấy mình có hai đứa con nhỏ hả? Dạ. À. Thiếu hết cả không gọi là bao nhiêu tiền? Xíu này chắc 7-8 tháng vậy. Thiếu nợ 7-8 tháng rồi hả? Dạ. Sao dữ vậy? Thiếu tiền trọ không hay là thiếu tiền gì? Thiếu tiền trọ, tiền điện nước nữa. À. Rồi chị chủ thấy tội nghiệp quá thì chủ không có lấy tiền luôn. Dạ. À. Rồi cuộc sống ở trên gia đình ở trên đó như thế nào mà giờ thấy phải đi ở riêng về giữ Nguyên? Trên nhà mẹ ruột hết anh, giờ không có nhà cửa gì hết. À. Em không ở tại tại vợ nhà Út mà. À. Con mình mẹ ở được, còn nhà nhỏ quá. À, cũng như nhà nhỏ quá ở cũng được, con mình mẹ ở nhờ thôi. Rồi Nguyên có em trai gì không? Có em anh em gì nữa không Nguyên? Dạ, có em trai. À. Em trai em bao nhiêu tuổi? Dạ, nay 18 tuổi. 18 tuổi hả? Mà rồi em trai thì có đi làm được gì để nuôi mẹ không? Đi bán vé số. À, cũng đi bán vé số cũng khó khăn luôn ha. Ừ. Rồi bây giờ em thấy em như vậy rồi sao mà đi làm được cái gì giờ? Hả? Sao mà làm gì ra tiền? Không biết. Giờ thấy đang bế tắc dữ hả? Còn em gái giờ có suy nghĩ gì để đi làm để phụ với chồng không hả em? Dạ. Em định gửi hai đứa nhỏ em đi làm kiếm tiền. À, gửi cho ai? Gửi cho cô nữa. À, nhà em anh em đông không? Dạ có hai chị em mà. À. Có ý buôn bán cái gì không? Giờ có muốn làm gì để kiếm tiền nặng lo gia đình không? Dạ tính chồng chữa bệnh cho chồng rồi mướn cái chỗ tiền á cho chồng sửa xe, buôn bán tạp hóa rồi. À. Vậy là bây giờ là Nguyên là có nghề sửa xe. Dạ. Mà bây giờ bị xương sống về đâu có làm được gì nữa đâu. Dạ. Bây giờ trước mắt là giờ mình phải tìm cách làm sao để mình đi khám bệnh. Đặng mà mình mới tìm được cái căn bệnh của mình là bệnh gì để mình đi điều trị. Chứ còn nếu mà em như vậy thì bây giờ em ngồi còn không nổi thì sao mà sửa xe được. Rồi bây giờ cũng không có tiền đi khám bệnh luôn hả Nguyên? Bây giờ tiền ăn còn không có, lấy gì đâu đi khám bệnh. Quá trời khó khăn luôn. Sao con hả? Sao con? Nè, sữa của con nữa nè. Nè, con có uống sữa không? Bây giờ hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ xíu. Mà giờ Nguyên là cái kinh tế chính. Mà bệnh như vậy nữa thì đâu có ai đâu mà lo cho hai đứa nhỏ được. Chân cẳng đâu giờ còn khỏe không Nguyên? À. Mà bị cái cột sống thì nó chứ. Cái đó mà hỏng thì nó nằm liệt luôn. Ừ. Cũng nguy hiểm. Nó nằm luôn. À. Rồi em bệnh như vậy rồi cha mẹ biết không Nguyên? Ở gia đình bên em với bên. Dạ biết. À, biết mà như mẹ tỉnh xa quá không có xuống được. À, còn em gái nãy em nói em gái tên gì anh? Em tên Hiền. Em Hiền ha. Dạ. Chồng là Nguyên, em tên Hiền ha. À, mà giờ gia đình bên nào cũng quá khó khăn đi nên là không ai phụ với mình được hết. Dạ. Ừ. Mấy tháng nay không có tiền vậy rồi mấy đứa nhỏ nó ăn uống làm sao Hiền? Dạ cô đằng kia cho gạo. À. Cho đồ ăn. Toàn ta cho không hả? Dạ. À. Rồi tiền đâu mà đi làm gì? À. Rồi hai vợ chồng vậy rồi tiền đâu mua đồ ăn uống? Dạ không vậy, người ta cho không mà. Cho nhưng mà người ta cho gạo thôi chứ đồ ăn ai cho? Người chút. À. Như mấy cô đẳng nấu mình múc lại cho con tô vậy. À, là ở giải phòng trọ đây. Dạ. Hả? À. Rồi em thuê nhà trọ đây bao nhiêu lâu rồi? Đến nay năm mấy. À, vậy là từ lúc mà hai vợ chồng cưới nhau là đi ra riêng luôn á hả? Dạ. À. Ở nhà được vài tháng rồi đi ra riêng. À, rồi lúc đó là ở nhà bên Hiền ha, là ở nhà dạ. Bên Nguyên. Ở hai nhà. Ở à, lúc đó là cũng có về ở với gia đình. Dạ, cha của anh Nguyên mất rồi mới về dưới này. À, về dưới này giờ rồi thời gian rồi sống ở nhà tới sống không được rồi ra trọ ở luôn. Dạ. À. Rồi lúc trước mà Nguyên làm một ngày như vậy 300.000 rồi em thấy cuộc sống nó đỡ không Nguyên? Cũng được ha. À. Mà từ lúc mà thấy bệnh cái là bắt đầu là thấy là khó khăn rồi đúng không? Em bệnh cái là em không làm ra tiền nè, rồi tiền bao nhiêu dành dụm là em sẽ xài sẽ hết nè. Rồi bây giờ là không có tiền đi khám bệnh kiểu này là nằm hoài, 11 lỡ mà nó bị cái xương sống của em á, nó bị xảy ra nặng hơn là nguy hiểm lắm nha. Trước mắt á là anh nghĩ là em phải đi khám bệnh để mình xem thử coi là trong người mình bệnh như thế nào, rồi bác sĩ coi người ta chỉ có hướng mình điều trị như thế nào mới được. Chứ còn nếu mà em mà uống thuốc đau nhức giảm đau hoài thì nhiều khi nó nó hại sức khỏe mình nữa nha Nguyên. À, rồi thật sự là giờ hỏi thiệt hai vợ chồng giờ ở trong nhà còn tiền gì không? Còn được 20 mấy ngàn. Còn hai chồng còn 20 mấy ngàn á hả? Trời ơi, 20 mấy ngàn không đủ mua đồ ăn một bữa nữa. Vậy là chết rồi. Rồi ở đây dài đây là mượn trọ, chắc mượn hết mấy khu vực đây luôn à hả? Dạ mượn gạo, mượn tiền, mượn đồ ăn. Mượn gạo, mượn tiền, mượn đồ ăn luôn. Thiệt là khổ. Gặp mấy đứa nhỏ nó uống sữa, mình phải có cho nó chứ, thà rằng mình nhịn đói chứ mà mấy đứa nhỏ đâu nhịn đói được. Giờ hai đứa con còn nhỏ quá. Rồi giờ hai đứa nhỏ này giờ gửi mấy cô chịu giữ không? Dạ chịu. Bây giờ trước mắt giờ em phải làm gì, kiếm gì làm đặng phụ với Nguyên. Chứ còn nếu mà bị như vậy hoài là hai vợ chồng mượn hoài mốt biết người ta đâu có cho mượn nữa Hiền. Dạ. Mượn hoài mốt cái người ta nói thôi giờ thiếu nhiều quá người ta đâu cho mượn nữa. Dạ. Vì hai vợ chồng mà giờ này trong túi còn có 20 mấy ngàn vậy là sao mà sống. Giờ thấy sao Nguyên? Giờ em thấy giờ em có cái hướng gì để em giải quyết không hả Nguyên? Em giờ cũng hết bệnh. À. Bây giờ cũng đâu biết cái hướng làm sao nữa hả? Thấy cuộc sống bây giờ trước mắt phải có tiền, không có tiền là chết. Không có tiền là đổ bệnh một cái như em về là em thấy là khổ. Rồi giờ hai đứa con nhỏ quá, giờ không có tiền mua sữa cho nó nữa là khổ nữa. Nó khóc nó la cái là của mình cũng chịu không nổi. Rồi sáng giờ đi chợ mua gì ăn rồi Hiền? Có đi chợ gì chưa? Dạ chưa. Vậy là 20 mấy ngàn này là còn 20 mấy ngàn túi này là nay bao lâu rồi? Nay mấy bữa. Nay mấy bữa à, hả? Hai vợ chồng còn trẻ quá, mới cưới rồi có hai đứa con sớm quá nên là bây giờ hiện tại đâu có làm gì ra tiền, đâu có dành dụm được xíu nào đâu, nên nó là rất là vất vả anh chị. Nguyên thì bây giờ bị cái chứng bệnh như là mình rinh nặng á, rồi cái nó bị như là bị cụp xương sống như là người ta bây giờ là mình chỉ cần xê dịch tí xíu là đau nhất rồi. Cái này thì mình phải đi chụp hình, đi khám xem coi bị như thế nào rồi mình mới tìm cách giải quyết được. Chứ còn nếu mà nằm hoài như vậy là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài, là có thể là nó gây nặng hơn, là nó sẽ bị nằm một chỗ luôn là khổ nữa anh chị. Còn bây giờ hai đứa nhỏ thì bây giờ uống sữa hàng ngày mà giờ nghe gì đâu mà nói, giờ ở nhà còn có 20 mấy ngàn, còn có 20 mấy ngàn túi thiệt là khổ. Rồi vậy mà sao mà không đủ tiền mà mua sữa cho hai đứa nhỏ nữa, rồi lấy cái gì mà cả nhà mà ăn uống hàng ngày được. Hôm nay thì em cũng đến thăm gia đình của Nguyên với Hiền, thì mình cũng được biết là gia đình bây giờ đang rất là khó khăn. Thứ nhất là Nguyên đang bị bệnh về anh chị, rồi Hiền thì ở nhà hai con nhỏ, về thường là mình ở nhà mình giữ thôi. Chứ còn nếu mà mình không có đi làm được gì anh chị, tại vì hai đứa con còn nhỏ quá, mình phải lo cho hai đứa nhỏ hàng ngày. Mà bây giờ hai em thì bây giờ không có còn tiền về bạc gì cũng túi, mà giờ bệnh như vậy mà mình cũng cần phải có tiền để điều trị, chứ còn nếu mà mình nói mà không có thể nào mà uống thuốc giảm đau rồi nằm chờ từ từ nó hết hẳn, nó không có. Tại vì bị cái xương sống là nó bị rất là nặng rồi. Qua video này thì em cũng mong là Mạnh Thường Quân cũng xem xét giúp cho Nguyên á, có tiền để mình đi điều trị ha, điều trị bệnh để mình xem thử coi là bệnh như thế nào rồi mình tìm cách giải quyết tiếp. Chứ mà hiện tại bây giờ là hai em là bây giờ tiền ăn rồi không có, lấy gì mà để đi khám bệnh anh chị, nên là đang rất là khó khăn. Hôm nay á, anh đến á, thì trước tiên á, là anh cũng tặng cho hai đứa ít tiền để mà mình lo cho hai đứa nhỏ ăn uống nha. Anh gửi cho hai đứa là 2 triệu để mà mình mua đồ ăn ha, mua đồ ăn, mua sữa rồi cho hai đứa nhỏ uống nha Hiền nha. Rồi bây giờ á, thì trước mắt á, là mình sẽ trích ra một ít tiền ở đây để mà Nguyên đi khám bệnh nha. Nguyên đi khám bệnh xem thử coi là mình điều trị như thế nào nha Nguyên. Ở đây là em cầm đi Hiền. 1 triệu đây là của ở phía anh Đăng, chị Hạnh và bé Khôi ở Edmonton, Canada, và 1 triệu là của chị Oanh cũng gửi tặng cho tụi em nha. Thì trước mắt thì mình cũng để ăn uống gì tí xíu ha, rồi một ít thì để Nguyên đi khám bệnh nha Nguyên. Gán đi khám bệnh nha em nha. Bây giờ em phải đi khám bệnh, đặng mình mới tìm được căn bệnh của mình như thế nào, đặng mình tìm hướng điều trị. Còn nhỏ quá chắc đâu có mua bảo hiểm gì hả Nguyên? Có bảo hiểm chưa? Dạ, có mua. Rồi mấy anh chủ có giúp cho mình được phần nào để mình trong lúc bệnh này không Nguyên? Không ai giúp gì hết trơn á hả? Rồi mấy anh nó không có điện thoại hỏi thăm coi là bệnh sao luôn hả Nguyên? Có dòng dãy nhà trọ ông mày ông ai, cũng như là trong dãy nhà trọ thì ta thấy mình khó khăn nên là người ta cũng thương, người ta giúp đỡ phần nào quá hả? Chứ mà còn là ở phía bên ngoài là không ai giúp mình hết. Gì vậy con, tiền để mẹ mua sữa đó, tiền để mẹ mua sữa cho con đó nha, tiền để mẹ mua sữa nha. Có sữa uống nha. Bây giờ trước mắt là tính vậy đi ha. Bây giờ là em phải đi chụp hình xem như thế nào đi, rồi mình tìm cách mình tính tiếp nha em nha. Thì anh cũng sẽ chia sẻ video này thì Mạnh Thường Quân xem xét có thể là giúp cho em có tiền đặng em điều trị bệnh, đặng mình khỏe, đặng mình đi làm lại ha. Ôi đừng có giật của em, đừng có giật của em. Nguyên giờ em cũng nói một lời gì đó để mình cảm ơn phía Mạnh Thường Quân ha Nguyên ha. Cho vợ chồng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ em, vợ con em. Xin cảm ơn rất nhiều. Mình còn trẻ quá mà mình bệnh một cái nữa là khổ lắm. Con cái nó khát, nó đói, nó khóc, nó là cái là khổ lắm. Thôi vậy ha, vậy anh cũng về ha. Vậy coi có gì hỏi Nguyên đi khám bệnh nha Hiền. Đi khám bệnh xem như thế nào nha Hiền nha. Một hồi em nhờ anh ở dưới này chở đi. Chở đi khám bệnh rồi như thế nào. Bây giờ phải đi chụp hình. Chụp hình xem thử coi như thế nào ha. Rồi có gì cái báo phía anh Hương á. Báo phía anh Hương ha, đặng cho anh Hương biết coi bị như thế nào. Em cũng thay mặt gia đình của Nguyên với Hiền á, cũng gửi lời cảm ơn ở phía Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ một ít kinh phí để cho em có tiền để mình đi khám bệnh ha. Bây giờ thì Nguyên phải đi khám bệnh để mình xem thử coi là bị như thế nào để mình tìm cách mình điều trị anh chị. Hiện tại bây giờ là hai đứa là không có tiền để đi khám bệnh luôn, thấy đang rất là khó khăn, nằm ở trong nhà trọ này hoài thì cũng không có cách để giải quyết được nữa anh chị. Thì qua video này em cũng mong là Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ thêm kinh phí để cho Nguyên với Hiền có điều kiện để mình điều trị bệnh nè, với mình cũng có tiền để mình chăm sóc hai đứa nhỏ ha. Thì hồi nãy thùng sữa nãy em mua là 330.000 là ở phía các anh chị ở nhóm Hương Sen cũng hỗ trợ kinh phí để mà cho mấy đứa bé có thùng sữa này ha. Thì thay mặt gia đình em cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Video của em bây giờ mình sẽ tạm ngừng tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.